đẩy. Đấy, cuối cùng là ok nhá. Bao bánh cho anh em xúc kép cồn trong 25. Ô đi ra chưa quay. Tớ biết ngay mà tỉnh nhỏ này. Nhưng mà tụi em quay rồi nhá. Ok. Vẫn đang quay à? Tụi em đang quay rồi nhá. Tụi em bán rồi. Anh em bọn tôi lại mang đẩy ra ghè anh em ạ. Bao vôn anh chọc thử xem bao vôn này. 115V có tải nha anh em. Từ từ anh ơi, anh đừng làm em rén. Để ông quay gốc trước này. Cái dây này của anh nó to. Trong cái đấy là đẩy của mình là đang chưa ấy nhá. Chưa gì nhá. Bao vôn rồi? Mày giữ một tay anh một dây này. Em rén lắm anh ạ. Ừ thôi đây, tao giữ tất. Đây là đây nha, đồng hồ đây nha anh em nhá. Bắt đầu lên này. Hình như là hết nhạc. Hết nhạc. Thôi nặng lại video từ đầu đi. Vẫn còn hơi ấm nên bây giờ đổ nước vào đây nó bắt đầu nó quay nhá. Hứa hẹn với anh em là một sản phẩm giá tốt chiến lược, quánh bao đốt các loại nó ạ. Con xanh xanh như là con chó. À tí tí Văn Lộc thì đi con chó đấy. Thôi. Tí cho Văn Lộc tự cộng. Xem là 115V AC duy trì xem là nó lên được bao nhiêu watt nha. Anh kia mày ra là ấn play cho tao cái con. Con này có chống chập tải luôn nha anh em nhá. Dạ. Yeah. Ok chưa anh? Rồi, buộc. Vào đây, có ít thì thôi. Anh em ơi, 115V duy trì. 100. Đấy, hiện tại là chở đường đít đang bốc khói này. Khói. 115V duy trì nhá. Anh ơi, anh kiếm số nước rồi. Để cái này cho. Ui, khói hùm lên rồi. Khói hùm lên rồi. Đây là chở 4 ôm nhá. Quay lên mặt trước đẩy họ gái là chưa lên clip nhá. Chưa lên clip mà đã đốt đẩy rồi nhá. Điền chưa lên clip. Ok. Ui giời, đây nó còn bung cả keo cái này. Ôi, xong rồi. Tí thằng kia nhá, giả tao 800.000 một con chở nhá. Ok. Thế mà cái dây này mà không đủ to thế thì có chịu mà mất. Đúng thật. Đúng không? Đúng. Ok. Đó là hiện tại hai cái đầu điện chở của mình là nó đang vẫn đang đỏ rực này. Vẫn đang đỏ rực luôn này. Không, bây giờ đây, thực đây, tế. Đây. 4 ohm nghìn watt này. 4 ohm nghìn watt nhá. Mà chưa lên đèn clip mà đã chưa phản clip. Lấy không. Có muốn cầu em 115V. À chưa đo A. Không đồng hồ A. A thì đo cái này cũng được. Ừ, đo nguy hiểm lắm anh ạ. Đo A và cái đồng hồ này ngoạng ngay. Ngoạng ngay. Chưa đo A phải đo ampere duy trì cơ. Nhưng mà nó lớn lắm, ampere nó đốt cái dây kia còn đỏ rực, ampere nó lớn lắm. 1 kg đúng không? Bao bánh 125 nha anh em ơi. Vô tư đi. Ok. Tiết đông để